Hôm nay đàn cá của mình hân hạnh đón tiếp một cái vị khách rất là đặc biệt đến từ Hà Nội, Việt Nam. Em là Bắc Ninh là hả? Bắc Ninh luôn chứ không phải là Hà Nội hả? Em tên Kiên đúng không? Nick trên đó là Nguyễn Văn Kiên hả? Đây các bạn, đây là một cái mối duyên gọi có thể nói là rất là đặc biệt nè. Bởi vì mình thì đi làm lúc nào cũng về là 9 giờ tối, nhưng hôm nay mình về sớm tại vì mình có hẹn với bạn Thiện Bò Bò nè. Hai chú cháu là hẹn đi đám cưới, chính xác là đám cưới của bạn Đặng trên Đặng Bàn. Rất vô tình là mình nghe bạn Kiên này hẹn hò với mình tưởng là chơi, không ngờ là bạn Kiên đã đi máy bay vô Sài Gòn rồi, xong đi lên rất là có duyên là đi gặp bạn Đặng trước rồi bạn Đặng mới dẫn qua mình. Chứ bình thường mà đi kiếm mình hẹn hò với mình thì chắc chắn là không thể nào được rồi, các bạn cũng dư biết cái điều này rồi. Đây chứng tỏ là gọi là đam mê đích thực đây. Mình... Kiên là biết anh lâu lắm rồi đúng không? Dạ, cũng biết cũng khá khá lâu rồi ạ. Rồi biết từ cái đợt mà bảy màu mất điện là hơn 2 năm rồi. Bảy màu do mất điện đó. Hơn 2 năm rồi. Dạ. Rồi em vô từ lúc nào? Em vô hôm qua thôi. Vô hôm qua rồi, tối nay mới về luôn, chuyến bay 9 giờ đúng không? Tối nay về chuyến bay lúc 9 giờ nữa. Anh có lịch thì 5 giờ anh với Đặng đi đám cưới, giờ mới 4 giờ mấy thì ok. Em đã có duyên tới đây thì anh sẽ cho em xem cái đàn cá của anh. À, cái này là cái hồ chú mới set up để làm cái hồ Liên Hợp Quốc Nam, nhưng mà chưa có thả cá, mới thả con bảy màu full gold cho nó đẻ thử mà. Rồi ok, nó đã có duyên tới đây thì anh sẽ mời đến cái khu nuôi cá chính của anh. Còn đây là cái hồ này thì gọi là Liên Hợp Quốc 3 nè. Cái hồ này thì dành cho cái Beta Pri 7 thì anh em cũng đã biết nhiều rồi. Như cái đây là subscribe đấy các bạn ơi. Khu này thì là khu nuôi cá, chủ yếu là cá thịt, cá rô với cá điêu hồng với mấy con bảy màu thôi. Còn cái khu nuôi cá chính của anh thì tầng kia. Trước giờ thì chưa có cái người khách nào mà đến cái khu nuôi cá đó của anh được, cái khu bảo mật. Nhưng mà hôm nay em đã có duyên tìm được anh với Đặng. Rất là có duyên luôn á. Thì thôi anh cũng không tiếc gì, mời em đi lên đó xem qua một lượt đi. Khóa cửa em vô Đặng, khóa cửa để mình lên cho. Như các bạn đã biết, đây là cái khu nuôi cá có thể nói là gọi là tuyệt mật của mình. Mình chỉ quay trên YouTube thôi, còn chưa có ai là người lạ mà đến cái khu vực này. Nhưng hôm nay thì Thiện Bò Bò và bạn Kiên ở Bắc Ninh đã có cái mối duyên. Thứ nhất là Kiên đã đi tìm được cái cách để tìm được bạn Đặng để tìm ra mình. Rồi rất một cái may mắn nữa, đó là bà xã mình hôm nay vắng nhà. Nếu như bà xã mình vắng nhà thì chắc mình cũng không thể nào mời mấy bạn lên đây được đâu. Chính xác là cái BSB đúng rồi, BSB thì anh làm một lần một chục chai vậy nè. Đó thì đây là thành công hết rồi nè. Cái này mới làm, mới quay video luôn nè. Màu đỏ này là thành công. Đúng rồi. Khi nào mà cái này nè, giờ này nè. Cái dưới đáy này mà nó đỏ giống này luôn là xài được rồi đó. Còn đây là cá nè. Ba cái bài cá con này chuẩn bị cho ra cái hồ lớn ở bên dưới nè. Rất là đông, em có thể coi nè. Hôm nay em mới được thấy những người ở trong miền Nam họ ở đây. Họ đây là những cái bài cá nè. Những cái bài cá mà anh chuẩn bị gọi là đúng ra hôm nay là quay phim để cho nó lên gì đó, cho nó lên form nè, một bài nè. Bên đây một bài chuẩn bị cho lên form luôn nè. Đây là rồi. Cái bài của anh đó hả? Đây là ba bài không, cá này chưa breed được, anh sẽ lựa ra một số anh để lại làm giống rồi anh mới cho đi breed. Nhiều lắm. Đây là hồ Liên Hợp Quốc 4 nè. Ở đây cái mà em quan tâm là cái bài của Nguyên đây. Bài của Nguyên qua vớt một con cá rô chà bá lửa luôn. Bài của Nguyên hiện giờ là còn bao nhiêu đây, chắc cũng được mình nghĩ chắc cũng cỡ 200 con á. Ôi chết mất nhiều quá. Chết mất nhiều nhưng mà vẫn còn rất là đông. Đấy, cập nhật bài của Nguyên cho em xem luôn đó, em quan tâm cái bài của Nguyên thì nó là đây. Lúc nhỏ thì đây nó ra cái màu xanh giống vậy nè, cái màu xanh lè giống này nè. Còn bây giờ thì nó đã lột qua cái màu trắng giống như cá trống rồi. Phân biệt màu luôn rồi. Nó lên màu rồi đó. Đàn đông và đẹp quá. Đây là số đồng mua quay thì chỉ còn ở đây thôi. Đồng mua quay thì chuẩn bị nhân giống từ cái đồng mua quay này ra nè. Anh có thể bán lại cho em một ít để đồng mua quay đây. Còn đây một số đồng mua quay nè. Vâng. Bán cái gì nào giờ anh không có bán cá, nhưng mà nói chung là em yên tâm, em đã có cái duyên mà vượt hàng ngàn cây số để đến với anh thì là anh sẽ tặng cho em thôi chứ mua bán cái gì. Em là người cái vị khách mà đặc biệt đầu tiên mà ngoài cái anh gì á, hôm trước hẹn anh Bình hả?
Anh Bình thì bên Canada về thì không nói là anh đi anh tham gia cái Beta Free cho vui thôi. Còn em thì đã có công mà tới đây mà không hẹn hò với anh mà gặp được anh là một cái mối duyên rất lớn. Anh đánh giá cao luôn những cái người mà chịu khó như em. Trong khi ở đây ở Sài Gòn ở đây mà có nhiều bạn đó ở đâu dưới quận 1 á mà nói là ship cá với mình ở xa quá, mình ở thành phố Hồ Chí Minh của trời ông nội ơi. Vậy là chết tôi rồi. Trong cái đàn quân nguyên nè, thiện hôm qua chú bắt được một con cá rô hình như là rất là lớn luôn á, mà chú quăng nó ra bên ngoài luôn nè, để coi nó rồi đây nè. Ở đây nè, nhờ có cái sàn nó bị đọng nước nè, cho nên là cá rô hôm qua nhảy trong cái hồ Liên Hợp Quốc trong cái hồ quân nguyên ra nó còn nằm đâu đây nè, hai con là bự lắm. Cái sàn này của anh ấy cũng sắp sửa thành cái hồ cá đến nơi. Không có đâu, cái này không hồ cá, cái này đang đầu đầu mà tại chưa có làm được, tại đang đính nâng cái cửa lên nè. Nâng cái cửa lên để làm gạch cho nó trôi nước đi. Ở đây là sắp sửa thành cái hồ cá luôn rồi. Ở thành cá rô đâu? Beta con. Không phải con đâu. Cá này cá rô á. Beta con thì có. Em vừa thấy một con. Rồi nó nhảy ra, kệ đi. Nhờ có nước đây thành ra đây là con đó nè. Đây con nè. Nhờ có nước này mà hôm trước là con gì đó nó mới sống được, con có một cá giống nó nhảy ra mà nó sống được. Coi cả từ từ bắt lên thì. Số cá này là ban đầu anh đó chỉ có 5 cặp cá giống thôi, anh ép ra mà nó đẻ hình như là được 3 lứa đầu là ngon, còn lứa sau thì là nó bắt đầu nó không có được đều nữa. Đó thì ở đây 5 bầy nè, 1, 2, 3, với có 2 bầy anh lưu chung trong cái hồ này nữa nè. Anh em ở đây cái điều kiện khí hậu nó thuận lợi ấy. Anh đúng rồi, đúng rồi. Miền Nam thì nó ấm áp hơn miền Bắc. Cái rô chả báo không? Đâu? Chưa chết đâu. Nó nằm đấy, chưa chết đâu, nó nằm. Ôi chết rồi đó anh ơi. Chết rồi hả? Nó từ cái hồ này ra nè. Nó từ cái hồ Quân Nguyên này ra nè. Còn một con nữa. Ở đây là miền Nam cái khí hậu nó thuận lợi. Rửa tay bằng cái giò nước kia. Ở đây là anh đấy ép cá nó rất chi là dễ, nhưng mà mình ở miền Bắc mình cũng đã ép cá năm ngoái thì mình ép được rất nhiều nhưng mà được nhiều nhưng mà lại không biết nuôi. Nhưng mà đúng rồi, không biết cái khó nhất là nuôi cá, chứ còn ép cá thì lại là chuyện dễ. Hiện giờ anh nuôi là anh phối hợp nhiều thứ lắm, chứ anh không có nuôi một thứ. Tại vì mà cái gì anh cũng xài được á, ví dụ con mẻ anh cũng xài được, trùng cỏ anh cũng xài được, trứng cút anh cũng xài được, bo anh cũng xài được, Artemia anh cũng xài được, nhưng mà anh luôn anh phối hợp cho nó tốt nhất, chứ anh không có xài một thứ. Đây là ba cái bầy cá bồn mà anh chuẩn bị cho ra hồ lớn nè. Đông như quân nguyên này luôn rồi, chứ không phải mà đây nè, nó sống hết rồi nè. Nè thấy chưa? Đây một bầy nè, mấy cái đó thì không có, đây một bầy nè. Bên đây một bầy nè. Còn bên đây là đùm quay. Nó quay để tính gầy giống nè. Sáng nay mới cho cái cặp double quay này nó ép nữa, đó là bọt quá trời nãy giờ. Thấy con ngợt nhưng mà chưa có trứng à. Thì chưa đẻ mà lấy đâu có trứng, nó máy còn cái bụng còn rất to nè, chưa đẻ lấy đâu có trứng. Dạ. Mới thả sáng nay mà. Vâng. Số này là hôm nay là anh tính bắt lên để cho form nè. Đó thì nó đã lên màu hết trơn rồi, bắt lên để cho form mà chưa có thời gian để quay. Ba bài này là anh em ruột với nhau hết nè. Ba bài này với lại bài Quân Nguyên là anh em ruột nè. Một bài nè. Hai bài nè. Ba bài này là anh, còn cái bài Quân Nguyên là bài em út của bài này. Đó ba bài này. Còn ở trong đây là một cái lứa anh ép cùng lúc với ba bài trên, nhưng mà anh cho gom vô cái hồ đây gọi là Liên Hợp Quốc 4 nè, đây nè. Quá trời con này nè. Trời ơi, cá nhiều và đẹp quá. Thôi đừng quậy. Nguyên tắc là không quậy vô hồ cá. Nãy em nhúng tay vô đây em quậy đó là thấy mệt rồi đó. Tại vì cái nước này sáng anh mới thay ra là cái này nó có thể nhiễm bệnh nè. Rửa tay là phải rửa bằng xà bông hết. Rồi thôi, nói chung em đó lỡ rồi thì uổng công rồi. Nguyên tắc là phải tránh hết, chứ không là để nó lây. Một khi mà đã một con cá bệnh là nó có thể lây cho một đàn. Mình nuôi nhiều thì là luôn luôn nó lây bệnh. Rồi hôm nay em có cái mối duyên lớn luôn là gặp được anh không nói rồi mà gọi là có hội đủ rất là nhiều cái điều kiện để được tham quan cái khu nuôi cá gọi là bí hiểm nè của anh. Thiện hôm nay lên đây lần đầu đúng không? Bạn Thiện này là có thể nói là gọi là đầu mối để nhiều anh em tìm mình nè. Hôm trước anh Bình bên Canada về cũng tìm Thiện rồi mới gặp được mình. Còn hôm nay tới cái bạn Kiên ở Bắc Ninh này.
Mình cứ tưởng là bạn kia người nói chơi, không ngờ là vô đây thiệt, rồi tự đi kiếm bạn Đặng, rồi hôm nay mà mình về trễ thì cũng không gặp được mình đâu, rất là có duyên. Rồi tham quan như vậy là cũng thỏa mãn rồi đúng không? Vâng. Rồi ok, thì xuống anh tặng cho một số cá đem về để kỷ niệm. À, anh thì không có bán cá, nhưng mà em có duyên thì anh không có tiếc gì em hết. Ok, đi xuống dưới đây. Đúng không ạ? Đây là cái khu nuôi cá mà gọi là bây giờ là chưa có thời gian để nuôi. Cái này thì mấy chục mét vuông thì em thấy là cũng tha hồ, nếu mà dưới mấy cái kệ đó mà cứ đặt một cái hồ trăm lít lên thì có thể đặt được. Đúng rồi. Ở bên đây là được 7-8 cái, nói chung là phải mười mấy cái, và số cá có thể nuôi được là phải hàng chục ngàn con cá beta đây nè. Rồi đi. Đó, đây, coi coi. Và đây là đàn cá mà rồi anh tặng cho em kỷ niệm một cặp Dumbo quay nè, à một cặp coi vàng đi. Đây em xin anh nha. Rồi xin xỏ gì. Rồi đây là một cặp coi, coi này là coi đi đỏ tiger gì đây. Vấn đề là em đem đi về ra sân bay nó sẽ gặp khó khăn với cái số chất lỏng này nè, người ta hỏi nó coi là em có đem mấy con cá này rồi như thế nào vậy để nó hướng dẫn cho em chứ không là hư sự đó. Dạ vâng. Rồi em cảm ơn anh nha. Kiên với Thiện, hai người rất là có duyên được tham quan cái đàn cá của mình mà trong một cái lần không hẹn trước. Rồi giờ thì em coi nếu mà chưa có đi đâu đó thì có thăm bà con gì đó rồi chờ tới giờ về. Anh với Thiện bây giờ là chuẩn bị đi đám cưới, 5 giờ kém 15 rồi. Ok rồi. Em đi hàng ngàn cây số tới đây, thành ra là em rất là xứng đáng cái này, không ai phân bì được với em. Tại vì có nhiều người ở gần xịt mà cứ đòi ship, trong khi em đi có cả ngàn mấy cây số em tới đây là anh ghi nhận, cái đó mới thật sự là đam mê. Ok rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi ok, rồi Thiện về luôn nha, đi về nói Thái xuống đây là chú cháu mình đi. Ok rồi.